Cảm ơn con tên là Nhi. Con lớp 2 trường tiểu học Đoàn Thị Điểm. Của con có tên là Bài Kiều Giáng Sinh. Trong bài có 5 nhân vật, đó là chim cánh cụt, một cây thông lúc em và nhân vật của con màu nào là công việc xào bắt lên bông chất của con làm công việc rơi. Con thích nhất là nhân vật cây thông lúc bởi vì nó con thích nó rất chúng con dùng khối loại kép khối lại thay đổi hình dạng và bằng lập mãi mãi để cho cây thông nó êm hoạt động. Bài của con dùng âm thanh để làm cho bài bài của con đến đây là